Vietcetera TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2018 tại Greenboro hội có tổ chức đem hội ngộ tình lai xa xứ do anh em con lai tại Greenboro tổ chức. Và hôm nay chúng tôi cứ tiếp xúc với đại diện của ban tổ chức để tìm hiểu là đêm hôm nay có đặc biệt là có những tiết mục gì và tại sao phải tổ chức cái buổi hội ngộ này. Xin chào ông, xin ông cho biết là ngày hôm nay ông tổ chức cái đêm hội ngộ tình lai xa xứ là mục đích gì và đã tổ chức được bao nhiêu lần rồi thưa ông ạ? Chào anh, trước hết em xin đại diện cho ban tổ chức của tình lai xa xứ, em tên Ngô Hiền. Tổ chức năm nay là ngày 6 tháng 10 2018, đây là lần thứ tư. Và mục đích của tụi em tổ chức với chủ đề là siết chặt tình lai, muốn nói lên cho tất cả anh em lai trong nước cũng như ngoài nước biết được là chúng ta là con lai thì chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, phải gắn bó với nhau. Tại vì sao? Tại vì lúc chúng ta ở quê nhà đã bị xã hội đã ruồng bỏ chúng ta, cho nên hôm nay anh em chúng ta có dịp trở về đất cha thì chúng ta hãy dành cơ hội đó để thương yêu lẫn nhau và tha thứ lẫn nhau những gì mà trước đây anh em chúng ta đã sai lầm lạc bước. Hy vọng rằng tất cả anh em lai ở trong nước cũng như ngoài nước hãy tha thứ, thương yêu lẫn nhau. Vậy vì chúng ta đi đến đâu đi nữa, mãi mãi chúng ta vẫn còn mang hai tiếng, đó là Mỹ Lai. Thưa anh, xin chúc ông được thành công mỹ mãn và đem hội ngộ hôm nay thưa ông. Cảm ơn anh. Kính ông bà chị em, sau đây tình lai xa xứ lần thứ tư, có gì sơ sót xin ông bà của chúng ta niệm tình tha thứ cho. Sau đây tình lai xa xứ với chủ đề chiếc chặt tình lai, xin được bắt đầu. Lời đầu tiên xin cho Kim Xuyến được thay mặt cho ban tổ chức gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị như các anh chị lai, không biết giờ này là các anh chị có cảm giác như thế nào? Riêng Kim Xuyến cảm giác rất vui và hạnh phúc, bởi vì đây là lần thứ tư cũng hội trường này, cũng nơi này và cũng sân khấu này đã tổ chức diễn ra tổ chức tình lai xa xứ tại nơi đây. Và mỗi năm các anh chị đã đến đông hơn và đông hơn nữa. Đó cũng nói lên rằng tình cảm của các anh chị đã dành cho anh chị em trong nhóm tình lai xa xứ rất là đặc biệt. Riêng các anh chị lai, Kim Xuyến tin chắc rằng các anh chị đã đến đây bằng một tình yêu thương, bằng một tình đoàn kết, đến đây bằng tất cả trái tim, một trái tim mang hai dòng máu nhưng cùng chung một số phận. Tuy xa mà gần, nhưng khi đến đây tuy lạ mà quen, phải không ạ? Vâng. Ngày hôm nay các anh chị đến đây cũng không ai quên rằng ngày xưa và tất cả các anh chị có những người có mẹ, có những người không có mẹ, và những người hạnh phúc khi có mẹ, hạnh phúc hơn khi qua đến đây các anh chị lại tìm được cha. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít niềm vui và nỗi buồn của những anh chị chưa bao giờ được vòng tay ấm áp của mẹ và cũng chưa bao giờ được sự che chở của cha, phải không ạ? Lấy người dân để làm gia đình, người đời dạy con bầu ơi thương lấy bí cùng anh em mình chung kiếp con lai, yêu thương nhau vì cùng số phận suốt cuộc đời. Các anh chị thân mến, trong giây phút này Kim Xuyến muốn rằng chính các anh chị hát hai từ cuối cùng. Kim Xuyến nghĩ rằng các anh chị đã đoán được hai chữ gì rồi, và bây giờ hãy kết hợp cùng Kim Xuyến để hát lên bằng tất cả trái tim của mình, được không ạ? Được không ạ? Hãy nắm chặt tay của người kế bên của mình
hãy nắm chặt tay bằng hát bằng tất cả trái tim. Suốt cuộc đời xúc động khi các anh chị bật hát tất cả trái tim của mình bằng hai chữ còn lại. Mình phải hãnh diện đến hai chữ còn lại, phải không ạ? Xin chào cô, xin cô cho biết là cảm nghĩ cô thế nào khi cô đến tham dự đêm hội ngộ tình ca xa xứ tại Ninuro này, và cô đã tham dự được bao nhiêu lần rồi, và cô có những lời nhắn nhủ gì đến tất cả các anh em còn lại trên toàn nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung ạ? Dạ, em là Hannah Trần, ở trên Facebook cũng như tên thật của em là Trần Ngọc Hạnh. Thì lần này là lần đầu tiên em tới North Carolina để tình lai xa xứ, mà thực sự ra cũng là một cái vinh hạnh của em, bởi vì em được hội ngộ cho tất cả anh chị em lai ở nơi tất cả mọi nơi trở về đây, và em cảm nhận được rằng rất là vui vẻ. Em vui thật kỳ khi anh em của tụi em đã bao nhiêu năm không gặp nhưng bây giờ vẫn còn gặp lại nhau. Em muốn rằng mình sẽ có một cái sự đoàn kết, sự gắn bó, sự thương yêu lẫn nhau càng ngày càng lớn mạnh hơn thêm nữa. Em mong được rằng là tất cả anh chị em mình hãy bỏ hết những cái quá khứ đi và hãy nắm vững những cái gì mình đang có hiện tại, và là cùng một bàn tay mình đứng lên, bởi vì mình đã mất quá nhiều vào cái thở bé ấu thơ rồi. Dạ, em chỉ có bao nhiêu lời đó thôi. Dạ, em tới lần này là lần thứ 4 tình lai xa xứ. Dạ, em rất là thích là anh em con lai của chúng em sum họp và thương yêu thương nhau và đùm bọc nhau và siết chặt nhau, đừng bao giờ chia rẽ. Và em thích là lúc nào tụi em cũng phải dáng yêu thương nhau và đùm bọc nhau để cho anh em mình không có chia rẽ. Đó là cái ước nguyện của em. Và em rất là vui một năm có một lần tháng 10 ở tại Greensboro, North Carolina. Đó là tâm nguyện của em, là em thích nhất là các anh em đổ từ bang khác về. Em rất là vui mừng, rất là hân hạnh được bỏ công chút thời gian để tới với chúng em. Em rất là vui mừng. Đó là ý nguyện của em. Năm nào em cũng thích là như vậy. Anh em đùm bọc, siết tay, đùm bọc với nhau. Đừng cấu xé lẫn nhau và đừng chửi nhau và đừng chửi với nhau, mà phải yêu thương nhau, phải đùm bọc nhau để mà kiểu như là anh em mới có tương lai, để cho con cháu, thế hệ con cháu sau này nó biết được là hồi xưa con lai tụi em đau khổ, mà giờ có một cái mái ấm là rất là em rất là mừng, quý mến. Đó là trong tấm lòng của em. Xin cảm ơn quý vị. Thưa chú Nhất, kính thưa anh Việt và tất cả anh chị em lai ở tiểu bang North Carolina cũng như tất cả anh em lai trên toàn quốc. Mình tên là Hùng, đến từ Denver, và đây cũng là lần, không phải lần đầu tiên mà lần thứ hai Hùng có đặt chân tới North Carolina để cùng vui cái đêm hội ngộ tình lai. Nói chung là cái buổi tiệc lần đầu cũng như lần này rất là hoàn mỹ,
coi như là anh em tới chơi rất là đông đủ, vui vẻ, đã cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì hy vọng anh em nào chưa có tới được thì lần sau hy vọng gặp mặt anh em ở tại Nọc Lê Na. Cảm ơn. Trước tiên xin chào anh Việt cũng như là anh Toàn và xin chào tất cả các quý vị đang xem đài. Khánh Trân thấy rất là hân hạnh và rất là hạnh phúc khi được đến với chương trình Tình Lai Biển Xứ. Cảm ơn anh Hùng cũng như là anh Toàn đã tạo cơ hội cho Khánh Trân được về tham dự ở nước Lê Na. Và Khánh Trân nói chung là thấy Hội Con Lai anh em ai cũng dễ thương hết trơn và rất là nhiệt tình và rất là yêu văn nghệ, cũng như là mặc dù chúng ta Con Lai thì cũng nửa dòng máu, nhưng mà Khánh Trân nghĩ là cái tình cảm của người Việt nó rất là ấm cúng, ấm áp, và Khánh Trân đã thấy nơi đây là như vậy. Và Khánh Trân rất là mong muốn được khi nào mà Hội Con Lai có tổ chức những buổi văn nghệ họp mặt như thế này, Khánh Trân rất mong muốn là được đều được tham dự. Và Khánh Trân xin chúc cho Hội Con Lai lúc nào cũng được tổ chức cũng được thành công, và anh em, tình anh em chúng ta là Con Lai nhưng mà tình cảm là cũng lai láng, cũng dạt dào. Dạ, xin cảm ơn anh. Và để trả lời câu hỏi của anh Việt Trần, thứ nhất là Toàn cũng đã về đây được 3 năm, có nghĩa là được 3 lần tham dự Tình Lai Xa Xứ với những cái cuộc hội ngộ như thế này. Thứ hai là Toàn rất là phấn khởi bởi vì đây là một cái sự đoàn kết hiếm có mà chúng tôi đã mong chờ và nó đã thực hiện được. Và vấn đề thứ ba là Toàn có những cái lời nhắn gửi đến cho tất cả những anh em ở trong và ngoài nước, cũng như nói chung đến cộng đồng, chúng ta hãy nên đoàn kết với nhau, nắm chặt tay nhau để tìm lại những cái tình thương. Thứ nhất là những cái tình thương xa xứ, đó là cái ý nghĩa chính của Tình Lai Xa Xứ ngày hôm nay, và cái ý nghĩa chung của cộng đồng người Việt của chúng ta cũng như là những người Mỹ Lai nói chung và nói riêng luôn. Trong tương lai chúng ta có thể nắm chặt tay nhau để giữ vững cái tinh thần đoàn kết, không cần biết là Mỹ Lai hay Việt Lai hay là như thế nào, chúng ta hãy giữ cái tinh thần đó mãi mãi. Và Toàn nên nhớ những cái lời ông bà xưa cũng đã dặn là khi chúng ta chào đời, chúng ta khóc có bao nhiêu người cười, thì Toàn cũng mong tất cả những người anh em Mỹ Lai cũng như là người đồng hương, người Việt tị nạn, chúng ta hãy mỉm cười trong khi bao nhiêu người khóc. Đó là giây phút cuối cùng, đó là lời Toàn có thể chia sẻ đến. Và hy vọng cái lời nói này nó có thể dẫn mãi 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 từ cái thế hệ này đến thế hệ sau, người ta sẽ lấy cái câu đó mà để sống cho ở đời. Anh em ta ơi, quên đi lo, cùng nhau về đây. Đây là một cái buổi hội ngộ để mà anh em thường thương yêu lẫn nhau và tha thứ cho nhau và đoàn kết để tiến tới và đi đến con đường tương lai được hạnh phúc, vui vẻ. Trần Việt, Carolina TV.